Rồi, con chào cha của cộng đoàn. Con là Đa Minh Nguyễn Văn Thiện ở xứ Thủy Đai, địa phận Bùi Chu, Bắc Ninh ở Hà Bắc, ở bên ngoài Bắc ạ. Thưa cha, là gia đình con được rất nhiều hơn khi hai cháu nội của con, đây là cháu của con lớn và cháu nội của con thứ hai, cháu này bị vôi hóa gan và ruột, nên là bố mẹ cháu rất lo lắng và mang cháu đi khám và gửi lời nhắn tin cho cha Long và cộng đoàn cầu nguyện. Nay cháu đã khỏi, xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Cháu thứ hai cũng là cháu đâu của con, khi mẹ cháu mang bầu được 3 tháng thì đi siêu âm, các bác sĩ cho là cháu không có tim thai, thì cho cháu đã gọi điện về cho mẹ, tức là bà nội, tức là mẹ chồng, là con sẽ phá thai vì cháu không có tim, sinh ra thì rất khó khăn và không nuôi được. Nhưng bà mẹ quyết tâm không cho cháu phá, đến giờ cháu đã sinh được 4 tháng, người khỏe mạnh, ngoan ngoãn và rất chắc lớn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Nhờ đâu mà anh biết giáo điểm tin mừng, anh đến đây để mà tạ ơn Chúa. Thưa cha, con trai của con, năm ngoái tháng 4 vợ chồng cháu cùng con bé này đã vào cha và mua cho con một cái đài, con nghe suốt đêm. Hai vợ chồng con được biết đến lòng thương xót của Chúa và lòng của và tấm lòng của cha đã cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho tất cả gia đình chúng con và toàn thể giáo dân giáo hội được mọi sự lành bằng an. Con xin cộng đoàn cùng toàn thể giáo hội cầu nguyện cho cha có sức khỏe để ngài chào lái con thuyền đi tới bờ vĩnh vinh quang. Con xin chân thành cảm ơn cha cùng. Thưa cha, còn một ơn nữa, tức là mẹ con và vợ con. Mẹ con bị bệnh ung thư, bị bệnh chảy máu não, tức là đã bị bất toại, không di chuyển được, không nói được. Nhưng cháu nội của bà, của cụ đã gọi điện nhắn tin cho cha và cộng đoàn. Cha đã trả lời, đã nhận lời. Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Liên tiếp, tức là vợ con bị bệnh ung thư cổ, tức là ung thư ở dưới trong đáy lưỡi ạ. Và thế thì khi đến bệnh viện, người ta đã xác định là ung thư và người ta sẽ cho xác định mổ để sinh thiết. Nhưng với lòng thương xót của Chúa, vợ con nghe đài và cả cầu nguyện của cha xứ và cộng đoàn, vợ con đã khỏi. Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Xin cha chúng quả thân chúng con, gia đình chúng con. Con năm nay là 59 tuổi, ở địa phận Bùi Chu. Nhưng mà gia đình chúng con cách đây một thời gian trước rất khó khăn, nhưng đến giờ tạ ơn Chúa, tạ ơn người trên đã ban cho chúng con tất cả được lành bệnh và đã được ngoại cái may mắn. Trước đó thì anh có trung thành được với Chúa mãi hay không, hay là anh đã có thời gian không có trung thành với Chúa? Thưa cha, gia đình chúng con thì không bỏ lễ, nhưng mà con không đọc kinh bây giờ, tức là từ sáng tối con không bao giờ con đọc kinh. Vợ con có đọc thì con cũng nằm con nghe, con cũng đọc. Thế cái đó là về trên thử thách chúng con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho gia đình chúng con. Bây giờ thì anh đã không phải về trên thử thách, anh thử thách về trên, chứ về trên không thử thách anh. Đừng có, mình không đọc kinh thì bảo là bề trên thử thách, đó là ai thử thách ai? Mình thử thách Chúa, chứ Chúa không có thử thách mình. Chúa bảo là hãy đứng thẳng ngẩng đầu lên và các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Để có thể đứng vững thì phải tỉnh thức và cầu nguyện. Đây, anh có tỉnh thức hay không? Và nếu mà tỉnh thức thì phải cầu nguyện. Có rất nhiều người công giáo mình ngày hôm nay đã bỏ phần cầu nguyện, bỏ phần kinh sáng, kinh tối. Họ sống như là một người vô thần. Sáng dậy chưa bao giờ tạ ơn Chúa đã gìn giữ ta qua một đêm. Đêm trước khi đi ngủ không bao giờ biết rằng coi chừng đêm nay Chúa lấy linh hồn ta, và sáng mai ta không còn thức dậy nữa thì sao. Cho nên sáng mở mắt ra, tạ ơn Chúa đã gìn giữ con qua một đêm được bình an. Ban đêm trước khi đi ngủ, tạ ơn Chúa đã gìn giữ con một ngày sống bình an. Dâng đêm hôm nay cho Chúa, linh hồn và xác con. Con không biết là đêm nay chuyện gì xảy ra, Chúa gọi con đêm nay thì sao. Cho nên nhớ anh chị em mình là người công giáo, mình cầu nguyện, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đừng bao giờ bỏ kinh sáng tối. Người anh em này bảo là bề trên thử thách, Chúa thử thách,
Nhưng mà đúng ra là mình thử thách Chúa, con không đọc kinh đó, Chúa làm gì con? Nhớ bài hát đó không? Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu? Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con? Thì các bạn, chúng ta thử thách Chúa nhiều, nhưng mà Chúa bảo đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của con. Tôi gửi tặng cho anh cuốn sách này để anh đọc nha, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Một cuốn sách này, rồi bao nhiêu người đã bỏ Chúa và quay về với Chúa, bao nhiêu năm bỏ Chúa rồi quay về với Chúa, anh có nhớ không? Thưa cha, gia đình chúng con thì anh em chúng con thì mải ăn mải làm, tức là không bỏ Chúa hẳn nhưng không ai ít khi đọc kinh mà đi lễ. Nên bây giờ cũng mong cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn cầu nguyện thêm cho gia đình chúng con, để gia đình chúng con được theo chân Chúa và được biết đến lòng thương xót của Chúa. Con biết chưa? Thưa cha, đến giờ con biết rồi ạ. Có làm không? Con cảm ơn ạ, con có làm ạ. Đi và làm, không có nói nữa, đi và làm. Đi và đi. Rồi. Rồi xin mời anh bạn đây đây.